Chủ tịch Quốc hội là người đứng đầu cơ quan lập pháp Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam có 13 chủ tịch Quốc hội bao gồm có một là ông Nguyễn Văn Tố, quê ở Hà Đông, nay là Hà Nội, là trưởng ban thường trực Quốc hội từ tháng 1 năm 1946 đến tháng 11 năm 1946. Hai là ông Bùi Bằng Đoàn, quê ở làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Đông, nay thuộc Hà Nội, là trưởng ban thường trực Quốc hội từ tháng 11 năm 1946 đến tháng 4 năm 1955. Ba là đồng chí Tôn Đức Thắng, quê ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, là trưởng ban thường trực Quốc hội từ tháng 4 năm 1955 đến tháng 9 năm 1960. Bốn là đồng chí Trường Trinh, quê ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ tháng 9 năm 1960 đến tháng 7 năm 1981. Năm là đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quê ở chợ lớn Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Quốc hội từ tháng 7 năm 1981 đến tháng 6 năm 1987. Sáu là đồng chí Lê Quang Đạo, quê ở xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là Chủ tịch Quốc hội từ tháng 6 năm 1987 đến tháng 9 năm 1992. Bảy là đồng chí Nông Đức Mạnh, quê ở xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, là chủ tịch quốc hội từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 6 năm 2001. 8 là đồng chí Nguyễn Văn An, quê ở xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Là chủ tịch quốc hội từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 6 năm 2006. 9 là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, quê ở Đông Anh, Hà Nội. Là chủ tịch quốc hội từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011. 10 là đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, quê ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là Chủ tịch Quốc hội từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 3 năm 2016. 11 là đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, quê ở xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, là Chủ tịch Quốc hội từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 3 năm 2021. 12 là đồng chí Vương Đình Huệ, quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là Chủ tịch Quốc hội từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2024. 13 là đồng chí Trần Thanh Mẫn, quê ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, là chủ tịch quốc hội từ tháng 5 năm 2024 cho tới nay. Trên đây là 13 chủ tịch quốc hội của Việt Nam từ năm 1945 đến nay.